Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả. Mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Quốc hội yêu cầu sớm có cơ chế khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm. Quý vị và các bạn thân mến, cần sớm đề xuất ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định cụ thể cơ chế khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Quốc hội yêu cầu chính phủ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp đi đôi với tăng cường kiểm tra, thanh tra giám sát, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục kịp thời, hiệu quả tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức, xử lý nghiêm các vi phạm. Nghị quyết của Quốc hội nêu cần sớm đề xuất ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định cụ thể, cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Quốc hội lưu ý tăng cường cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát cắt giảm các điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thông tư, văn bản hướng dẫn, không để làm phát sinh thủ tục, giấy phép con. Quốc hội yêu cầu chính phủ bảo đảm ổn định, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng cường năng lực thích ứng, sức chống chịu của nền kinh tế trước tác động tiêu cực từ bên ngoài. Điều hành chính sách tài khóa có trọng tâm trọng điểm. Nghiên cứu phương án điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh đối với thuế thu nhập cá nhân, linh hoạt trong điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu. Chính phủ tập trung nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương, báo cáo Quốc hội lộ trình cải cách chính sách tiền lương tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm nhân thọ, tập trung vào loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư, kiểm soát chặt chẽ việc cấp tín dụng sổ, sử dụng vốn, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Chính phủ chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kịp thời xử lý thu hồi về ngân sách nhà nước các khoản thu chi không đúng quy định đã được kết luận, kiến nghị. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực, tăng cường vai trò của kiểm toán nhà nước trong kiểm toán, kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Quốc hội còn yêu cầu tổ chức rà soát hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật, trọng tâm là pháp luật về đấu thầu, đấu giá, quy hoạch đầu tư công, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, ngân sách nhà nước, tài chính công, hợp tác công tư, xã hội hóa các dịch vụ công. Phát hiện, xác định cụ thể những quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, sơ hở, bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật và văn bản dưới luật có liên quan, báo cáo Quốc hội kết quả rà soát. Với một số lĩnh vực đời sống xã hội, Quốc hội đề nghị xử lý có hiệu quả các bất cập về sách giáo khoa, tình trạng thừa thiếu giáo viên, thiếu trường học, lớp học. Quốc hội nhấn mạnh phải đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội gắn với ổn định sinh kế, nhất là tại khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bí thư tỉnh làm hết trách nhiệm chống tham nhũng ở địa phương sẽ thành công. Thưa quý vị, theo ông Phúc, khi bí thư thành ủy, tỉnh ủy đứng đầu ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh thì không có vụ việc phức tạp nào ở địa phương là không xử lý được. Tháng 8 năm 2022, Trung ương quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Chỉ trong thời gian ngắn, cả 63 tỉnh thành đã thành lập Ban chỉ đạo. Qua một năm hoạt động, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã chuyển 286 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết, trong một năm qua, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa 444 vụ án, 156 vụ việc tham nhũng tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi. Qua đó, đã lực lượng chức năng đã khởi tố mới 530 vụ án trên 1.858 bị can phạm tội về tham nhũng. Số cán bộ đảng viên bị khởi tố do hành vi tham nhũng tiêu cực là 1.132 bị can. Theo ông Dũng, sau một năm thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng, được thực hiện nghiêm theo chủ trương, xử lý không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ. Hà Nội là địa phương đầu tiên thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đến nay, có 54 vụ việc, vụ án được Ban chỉ đạo của thành phố Hà Nội đưa vào diện theo dõi chỉ đạo. Ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực cho hay, trong 6 tháng đầu năm nay, đã phát sinh nhiều vụ việc, vụ án được đưa vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc. Tại hội nghị sơ kết vừa qua, Trung ương đánh giá Ban chỉ đạo của thành phố hoạt động hiệu quả, ông Đinh Tiến Dũng nói. Đánh giá kết quả sau một năm thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh,
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, chủ trương trên đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Xưa nay, những vụ án tham nhũng lớn đều do Trung ương chỉ đạo, Bộ Công an điều tra xử lý, còn ở địa phương có thực trạng các vụ tham nhũng tiêu cực dường như không ai biết, không ai hay. Đến khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát hiện, vào cuộc thì mới vỡ lẽ, ông Nguyễn Trọng Phúc nói. Theo Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực không phải là việc riêng của Trung ương và Trung ương cũng không ôm được hết các vụ việc ở địa phương. Từ thực trạng đó, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh là hoàn toàn hợp lý. Ban chỉ đạo cấp tỉnh như cánh tay nối dài của Trung ương trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Hơn ai hết, lãnh đạo các tỉnh thành là người sát với thực tế, hiểu rõ cán bộ của mình nhất. Do vậy, họ mới người phát hiện ra những vụ việc tham nhũng tiêu cực sớm nhất. Chỉ trong thời gian ngắn, tất cả 63 tỉnh thành đều đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực. Điều đó cho thấy các tỉnh thành đã triển khai rất nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và thể hiện quyết tâm cao trong việc đẩy lùi tham nhũng tiêu cực, ông Phúc đánh giá. Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nhận định, sau một năm thành lập, Ban chỉ đạo cấp tỉnh thực sự đã làm được khá nhiều việc. Cụ thể, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã trực tiếp tiến hành gần 150 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Một số ban chỉ đạo tiến hành được nhiều cuộc kiểm tra, giám sát, qua đó phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Hàng loạt vụ việc được Ban chỉ đạo cấp tỉnh kiểm tra, xử lý đã trả lời cho những băn khoăn, đó là khi bàn về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo, có ý kiến nói rằng ở phạm vi địa phương thường bị chi phối bởi các mối quan hệ thân quen. Ông Nguyễn Trọng Phúc chia sẻ, theo ông Phúc, khi Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy là người đứng đầu Ban chỉ đạo thì không có vụ việc phức tạp nào ở địa phương là không xử lý được. Bí thư Tỉnh ủy mà làm hết trách nhiệm của người đứng đầu thì công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương đó sẽ thành công. Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nói. Ông Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, Ban chỉ đạo cấp tỉnh thành được thành lập đã nâng cao trách nhiệm phòng chống tham nhũng tiêu cực của những cán bộ chủ chốt ở địa phương. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng giáo dục răn đe với cán bộ, công chức chưa biết sợ, vẫn muốn kiếm tiền, làm giàu một cách bất chính. Ngoài ra, theo ông Phúc, cũng giống như Trung ương, Ban chỉ đạo cấp tỉnh cần công khai các vụ việc, vụ án vào diện theo dõi chỉ đạo để nhân dân cùng giám sát kết quả thực hiện. Với những vụ việc đã tham gia tham nhũng tiêu cực, Ban chỉ đạo cấp tỉnh cần công khai để nhân dân được biết. Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nói thêm. Còn đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đánh giá, sau một năm thành lập, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã thể hiện vai trò trách nhiệm trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bằng chứng cho việc này là nhiều vụ việc, vụ án của tỉnh thành được Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi đôn đốc. Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, Trung ương cũng rất sáng suốt khi để Bí thư Tỉnh ủy Thành làm trưởng Ban chỉ đạo, các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy cùng người đứng đầu các cơ quan pháp luật, tư pháp làm thành viên. Thực tiễn đã chứng minh họ làm việc rất hiệu quả, tôi cũng như thấy thành viên trong Ban chỉ đạo bao che, chống lưng cho những thế lực nào đó trong cơ quan, đơn vị thực hiện hành vi tham nhũng tiêu cực, ông Hòa nói.